Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Zipman. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu Zippo mới của shop. Cái mẫu Zippo này là một mẫu Zippo xuất Nhật các bác nhé. Hộp của nó thì hơi khác một chút, là cái nắp của nó sẽ có cái màu đỏ như thế này, và bên trong là dòng chữ tiếng Nhật. Nó thực ra là nó là cái giấy hướng dẫn sử dụng thôi, không có gì cả. Đây là hàng Zippo xuất trực tiếp sang Nhật nhờ các bác nhé. Như thế này, chủ đề là chủ đề Okinawa các bác nhé, được làm trên nền đồng brass. Vâng, hộp của nó ở đây các bác nhé, em để xem đây. Một mẫu Zippo khắc chủ đề, khắc ăn mòn chủ đề Okinawa. Ở trên đây thì là toàn bộ cái phần vỏ của Zippo thì là bằng đồng các bác nhé, đồng nguyên khối, bán lề 5 chấu này, mộc đáy là mộc đáy lồi, và mẫu này được sản xuất năm 23 các bác nhé. Mẫu này thì hiện tại bên em chỉ có là 2 cây thôi các bác nhé, 2 cây thôi. Đây các bác, chủ đề là được khắc ăn mòn axit các bác nhé, khắc ăn mòn rất là bền, các bác dùng không lo vấn đề bị bay màu, bị bay rất là sâu luôn. Okinawa là một cái quần đảo, một cái đảo của đảo lớn của Nhật Bản các bác nhé. Nhật Bản là quốc gia, quốc đảo. Ichinashi có nghĩa là Bắc, biển bên đây là biển Bắc Trung Quốc, ở bên đây là Pacific Ocean. Cái địa điểm này là hai cái địa điểm mà nói về hai cái bờ của hai cái bên biển và đảo, biển và đại dương của giáp danh với cái khu vực đảo này thì các bác nhé, chứ không phải là hai cái địa điểm của Nhật các bác nhé. Made in USA có nghĩa là cái cây Zippo này được sản xuất ở Mỹ. Đây, cái này thì em sẽ rửa tem để nền, nó là nền đồng lì các bác nhé, đồng lì. Nền này thì nó sẽ hạn chế bám vân tay một xíu cho các anh mà nó có nhiều mồ hôi tay. Tuy nhiên là trên cái nền đồng bóng thì đồng này thì nó sẽ vẫn có hiện tượng ngã màu các bác nhé, ngã màu vàng nước chè nguyên bản của đồng. Đây là âm thanh của nó đấy. Ruột là được bằng thép chuyên dụng không dĩ và được mạ xi màu vàng các bác nhé, được mạ xi màu vàng. Cổ đá thì cao tròn đều, bánh xe thì cắt xéo sâu. Đây, đối với Zippo hàng đời mới thì sợi tim sẽ có sợi chỉ vàng như trong này các bác nhé. Ruột và vỏ thì có thể là cách nhau một vài tháng, trùng hoặc không trùng không thành vấn đề. Ruột và vỏ là sản xuất cùng năm 23. Bên trong nó như thế này các bác nhé, âm thanh của nó đây. Đây, mẫu sản phẩm này hiện shop đang phân phối với giá là chỉ là 790.000 thôi các bác nhé, 790.000 đồng. Bác nào thích mẫu này thì nhanh tay liên hệ cho shop, số điện thoại là đang hiển thị trên màn hình, hoặc là hotline quen thuộc là 0977 495 865 các bác nhé. Vâng, xin kính chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.